Xin chào Á hậu danh nhân Hoàng Vũ Phạm Phạm nha. Cho anh hỏi chút xíu là mục đích của em đến đây để làm gì? Đến với Huy Hoàng Group. Hôm nay Phạm Phạm có tập với chương trình để đến đây gặp cùng đoàn chúng ta để quyên góp ủng hộ từ thiện Bảo Lũ miền Trung, và đoàn chúng mình sẽ lên chương trình là quỹ từ thiện để kêu gọi quyên góp những bạn bè và những người doanh nghiệp, người dân và doanh nghiệp ở Sài Gòn để cùng chung tay ủng hộ Bảo Lũ miền Trung, và đoàn chúng mình sẽ tổ chức một buổi đi đến miền Trung và phát quà, phát tiền cho những người dân, những người bị ảnh hưởng bị lũ lụt nặng nề ở miền Trung. Ok, tuyệt vời. Cảm ơn Á hậu Phạm Phạm rất nhiều nha. Rất là đẹp. Chào cả nhà. Thank you.